Hello, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ đập hộp cũng như là một chút review về máy cho mèo ăn tự động Tech Kit Fresh Element Mini 3. Vì mình là ship hỏa tốc nên là cửa hàng họ cũng không bọc chỉn chu lắm, nhưng mà cái hộp ở trong nó cũng có xốp và mút rồi nên là không sao hết. Bên trong thì được đóng hộp rồi có thùng mút xốp rất là cẩn thận nên là không có sợ máy bị gì hết. Đây là cái phiếu bảo hành cũng như là tờ giấy hướng dẫn. Tuy nhiên là toàn tiếng Trung nhưng mà mình mù tiếng Trung nên là coi như là cũng vứt đi. Và đây là em máy cho mèo ăn tự động, máy đi kèm với khay đựng thức ăn nữa. Chưa gì là con mũi tiêu nó muốn bay ra unbox cùng với mình rồi đó. Máy hình trụ bo tròn giống như là cái máy lọc không khí Xiaomi của nhà mình vậy đó. Nó cũng có tông màu trắng nữa, hợp với tông màu của nhà mình luôn. Máy cầm nặng tay chắc chắn, khay ăn cũng nặng nữa. Khay ăn là bằng nhựa nhưng mà có thêm cái khay inox lót ở trên nữa cho nó sạch. Khay ăn cũng có nam châm hít vào thân máy nên không có sợ nó bị lệch ra đâu. Phần trên nắp hộp có cái nắp này, các bạn đẩy ra thì là sẽ có cái hộp được hạ ở bên trong. Dung tích của nó là 1,6 kg, đủ để cho mèo nhà mình ăn hết trong vòng vài tuần. Tại mèo nhà mình nó không ăn hẳn nhiều. Còn đây là dây điện của máy. Dây điện này được làm bằng vải dù, rất là chắc chắn. Hãy gửi kèm một bịch hút ẩm để gắn vào cái khay trên nắp hộp như vậy. Và cái bịch hút ẩm này sẽ phải thay mỗi tháng một cái. Nhưng mà không biết mua cái bịch hút ẩm ở đâu hết á. Lắp dây điện vào dưới chân đế của máy rồi cắm điện vào thôi. Khi các bạn cắm điện vào thì cái nút này là cái nút wifi, nó sẽ sáng lên và các bạn tải một cái app tên là Pet Kit. Mình thấy mấy cái app giống nhau nên nếu là các bạn đã xài những cái app Xiaomi rồi ấy, thì cái app này nó cũng gần như là tương tự thôi. Đầu tiên là setup kết nối wifi cho máy. Sau khi đã nhập wifi xong thì chờ một lúc để máy kết nối. Sau khi setup wifi xong thì mình sẽ cập nhật profile hai con mèo nhà mình vào đây. Update hình của tụi nó nè, rồi tên của tụi nó, ngày tháng năm sinh nếu như các bạn biết. Còn mình thì hai con mèo nhà mình nó lượm nên mình cũng không biết chính xác được, chỉ có thể đoán được khoảng khoảng tháng của tụi nó thôi. Ở đây có cả giống mèo nữa, nhưng mà mèo ta thì mình nghĩ là nó là American Short Hair, mình nghĩ là như vậy. Rồi khúc này cũng không chắc chắn luôn nè, mơ hồ. Tiếp theo là chọn giới tính cho mèo. Rồi chọn số ký, cái này các bạn cân tụi nó lên rồi nhập vào thôi. Con Bun thì mình là được 2,2 kg, còn con muối tiêu được 1,7 kg. Tuy là con muối tiêu lớn hơn con Bun 1 tháng. Và chúng ta đã set up xong. Và bây giờ mình sẽ đổ hạt vào máy cho tụi nó. Hạt mà mình đã ăn là cát sa rang, mình mua cái loại 5 kg để dành vậy đó. Ăn được khoảng hơn 2 tháng. Test thử máy thời gian thực cho mọi người coi nè. Con Moon nhìn ngơ ngác kiểu ủa sao hạt đâu bay ra hay vậy, ở đâu ra vậy. Các bạn để ý cái hành động của con muối tiêu nha. Nó thấy đồ ăn nó bắt đầu nó liếc liếc con Moon đó. Sao không bị ăn đập. Giờ muối tiêu đã giành được cái máy, nó ăn trước rồi đó. Thằng anh ăn hết sức ngon miệng, trong ánh mắt thèm thuồng của thằng em. Công nhận con Bun mà nó đục dễ sợ luôn á. Rồi giờ con Bun nó bay vô nó ăn. Đó các bạn thấy không, nó đâu có ăn mấy đâu, ăn hương ăn hoa thôi. Mình đặt hôm qua xếp lịch snack của tụi nó vào 11 giờ. Nên 11 giờ nó đổ hạt ra. Hình như mình xếp một lần ít rồi sao. Hình như một lần mình xếp có 15 gram mà. Tụi nó nghe tiếng hạt nên nó ra nó ăn đó. Con muối tiêu nó lanh nên nó ra nó ăn. Ăn như đó hả? Mình coi là trong thùng nó còn gì nữa. Hôm qua mình chưa có đổ max đâu.
ăn đi vô. Buồn nó không có chịu ăn ở trong này, tành lấy ra ăn mà nó là con điên vậy á. Tại vì cái gì buồn mà ăn ở trong đó đi. Ở dưới là một đống dây điện, từ đây mình xài nhiều đồ điện á, mình xài cho cái máy lọc không khí của mình, còn cái máy này nữa. Giờ đang nghiên cứu làm sao mà xếp cái đống dây điện nó gọn vào để mình nối một cái dây điện lên đây để mình sạc mấy cái đồ của mình nữa. Chị ăn trong đó rồi đó. Bây giờ phải tập cho tụi nó ăn quen cái máy hạt này. Rồi hiện tại thì mình chưa có xét cái giờ ăn trưa và ăn tối. Nên các bạn xét ở trong máy này, các bạn chỉ cần nhập cái thông số cái tháng tuổi của tụi mèo lên nè, rồi nhập cái cân nặng của tụi nó, thì máy nó sẽ, cái app nó sẽ tự định khối lượng đồ ăn của hai con mèo nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn đang cho tụi nó ăn theo cái chế độ là ăn hạt, nó giống như là ăn snack vào ăn buổi sáng thôi. Còn buổi trưa buổi tối tụi nó vẫn sẽ ăn cơm trộn ba tê, mà mình chưa có xếp cho tụi nó ăn full hạt nguyên ngày luôn. Nè mới tao, hôm nay sau một ngày làm quen với cái máy này, tụi nó cũng đã quen rồi đó. Nói chung là hai con này nó vẫn còn hơi rụt rè, nó vẫn còn hơi sợ với cái máy này, nhưng mà nó cũng quen, là giống như kiểu là bây giờ hai đứa nó nghe thấy cái tiếng của cái máy này, nó cái tiếng hạt nó rớt ra là tụi nó sẽ biết là đang có đồ ăn rớt xuống, tụi nó sẽ chạy lại ăn. Mình thấy cái máy này nó tiện ở chỗ là buổi sáng mình dậy mình thường là phải xúc cho tụi nó một cái muỗng hạt rồi cho tụi nó ăn, còn bây giờ thì cứ set sẵn thôi là sáng nó tự nhẹ hạt ra cho tụi nó ăn. Tụi nó đóng đâu ăn hết đâu, hạt dưới quá trời nè. Tại cái tụi này, cái nết ăn của tụi nó, cái bữa ăn rồi tụi nó bữa chính á, thì mình vẫn trộn cơm với ba tê tụi nó ăn mà. Nên tụi nó coi ăn hạt giống như kiểu là ăn giải trí, ăn cho vui thôi, chứ không phải là bữa ăn chính đâu. Mà hả, ăn dơ quá. Con bún nó cứ lấy tay nó kéo kéo hạt ra, ăn rớt tùm lum á. Cái máy cho ăn hạt tự động nó sẽ hoạt động cái kiểu như là đến giờ trưa hoặc giờ tối mình sẽ cài đặt vô. Thì thí dụ như mình cho ăn vào 7 giờ sáng, nó có tích xanh và nó biến thành màu xanh, có nghĩa là nó đã cho ăn thành công rồi đó. Finished. Cả muối tiêu và bun béo ha, là 1/2 cup. Thì mình có set thêm là noon snack và night snack, là ăn vặt buổi chiều và ăn vặt buổi tối. Thì tại vì ban hiện tại bây giờ tụi nó vẫn đang ăn thức ăn ướt á, bữa trưa và bữa tối tụi nó vẫn ăn ướt, nên là mình chỉ cho tụi nó ăn noon snack và night snack thôi. Còn muối tiêu nó vừa ăn xong nó được vừa chạy đi đó. Thì ra tụi này tụi nó ăn ăn hạt không có nhiều, giống như kiểu đồ ăn vặt của tụi nó thôi à. Bây giờ mình thử cho tụi nó ăn snack coi tụi nó có ăn không nha. Xếp cái snack bây giờ chẳng hạn, mình xếp là 10 gram, cấp 5 gram thôi. Và ví dụ bây giờ mình muốn cho tụi nó ăn snack chẳng hạn, mình có thể là hẹn giờ, hoặc là mình cho ăn ngay bây giờ cũng được. Hẹn giờ như giờ thì các bạn chỉnh giờ thôi ha. Còn ăn ngay bây giờ thì mình sẽ bấm xây và máy nó sẽ tự động. Đó, tụi nó nghe thấy cái tiếng cái máy là tụi nó sẽ nhào ra. Rồi đó là có 5 gram à. Đó, hai con bắt đầu kinh kinh với nhau nè. Mũi tiêu, mũi tiêu. Rồi con muốn đi rồi đó. Con mũi tiêu cái nết ăn của nó vậy đó, nó ăn rất là xấu. Con muốn sẽ né ra chỗ khác cho nó ăn. Đó. Rồi con mũi tiêu sẽ bay ra ăn. Vừa ăn vừa liếc thằng em chứ, nết ăn đáng ghét không. Con sẽ đi lên đây ngồi tướng là tội nghiệp và
đó là những chia sẻ của mình về máy cho mèo ăn tự động. Hy vọng là các bạn sẽ thấy video này hữu ích. Đừng quên like cũng như là subscribe channel của mình để chúng ta có thể được gặp nhau nhiều hơn. Và mình sẽ sớm gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!